Chào mừng các bạn trở lại với Nhóm Review. Hôm nay Nhóm Review xin giới thiệu với các bạn một loại máy bơm rất là hot trên thị trường. Đây là loại máy bơm kính MB-0521. Bây giờ mình sẽ test dòng không tải. Ở đây dòng không tải mình đang để là 1,5A. Ok. Bây giờ mình sẽ cho nó vào nước và xem khoảng cách xa của nó nhé. Các bạn xem nhé. Rồi.